Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station và đặc biệt là những người chơi 8 hệ. Ngày hôm nay chúng ta tề tụ vào cái video này để bàn về một chuyện ra khá là quan trọng, nghiêm trọng ở trên kênh Toy Station. Như các bạn cũng đã biết, Pokemon TCG là một series khá là nổi bật và nhiều bạn yêu thích. Ngót nghét tính cho tới thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng đã đi với nhau trên hành trình sưu tập thẻ Pokemon này đến là 3 năm mấy, gần 4 năm rồi. Cho những bạn nào chưa biết thì các bạn vui lòng xem lại cái video này. Cách đây 3 năm hơn mình đã giới thiệu về cái series này nha. Rồi thì cái vấn đề nghiêm trọng là gì? Không tính trên kênh Hành Trình Pokemon, chỉ tính riêng trên kênh Toy Station thôi. Nếu như mình đếm không lầm thì lần cuối cùng chúng ta mở ra được một lá Alternate Art là vào khoảng hơn 115 ngày trước rồi. Có nghĩa là gần 1 phần 3 năm rồi. Bây giờ Rainbow Rare là, nói chung là không tính luôn các bạn. Rainbow Rare thì đã đỡ hơn chút xíu, cũng mở ra được một vài lá Trainer. Nhưng mà Alternate Art thì là hơn 115 ngày rồi, ok? Mà đã vậy á, cũng không phải là một lá Alternate Art gì mà đỉnh cao nữa. Mình nhớ không lầm, nó là lá Saraconda gì đó các bạn, cái con rắn chuông đấy. Trời ơi, cái con đó là kiểu bèo nhất trong cái series đó rồi. Cho nên ngày hôm nay liệu ra chúng ta có thể chấm dứt được chuỗi hạn hán Alternate Art với full box 36 pack Sword and Shield Astral Radiance này không? Còn chờ gì nữa, các bạn hãy đưa ngón tay và con chuột lên ngay cái chỗ cái nút like, biến nó thành màu xanh đi các bạn ơi. Buff luck cực mạnh cho video này nào, let's go. Ok, trong lúc các bạn buff luck thì mình sẽ khui hộp ra đấy. Còn nguyên siêu nha các bạn ơi. Ta-dan. Ta-dan. Có biết các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tập này chưa? Không thiếu pack nào nha. 36 pack full hộp tươi mới. Mình đã ngửi đâu đó một cái mùi gì đó rồi. Ok. Tất nhiên là không thể thiếu cái khay này. Khay gọi là đồ nghề các bạn. Trước khi bắt đầu, mời các bạn đến với phần recap đầu video về những thẻ trong series Astral Radiance mà mình đã mở được trên cả hai kênh Toy Station và Hành Trình Pokemon mình mở live ha. Đầu tiên luôn cũng là lá gần nhất mở ra được Galarian Mr. Ram V, Reindeer V, Hisuian, Lilligan V, Oranguru V. Lá này có là một lá hiếm rồi, chút nữa có luôn. Một loạt những thẻ Trainer Gallery như là Hoothoot, Gardevoir, thêm Gardevoir nữa, Double, Reindeer. Còn đây về phần những thẻ Radiant thì chúng ta đã mở ra được Radiant Greninjas, hình như là có Radiant Heatran nữa các bạn, mình quên lấy xuống. Nhưng mà yeah, có Radiant Heatran nha. Tiếp theo là một loạt những lá V-Star, lá này là mình đã mở được trên stream. Hisuian, Decidueye, V-Star, còn lá V-Star hả? Đâu ra hàng loạt trời. Full Art Trainer Grant, Full Art Trainer Melanie, Oranguru V, tiếp luôn, Raidea V. Phải gọi là trời ơi, những cái lá Full Art gì đâu mà nó thuộc hàng bottom của series không các bạn ơi. Và đỉnh lắm thì cũng được một cặp của Silene Trainer, một lá Full Art và một lá Rainbow Rare. Oh my gosh. Nói chung là cũng này nọ và lọ chai đấy, nhưng mà nó không có tới các bạn hiểu không? Mình cần một cái gì đó nó hơn thế nữa. Không thể nào mà chỉ là như vậy được. Rất là nhiều những lá Alternate Art trong cái series này, này luôn. Ok. Rồi, các bạn đã làm xong hết công tác gọi là buff luck chưa nào? Like, share, subscribe, comment ở bên dưới nào. Nếu như các bạn không có thời gian thì có thể skip nhanh qua video để xem từng cái kết quả của lần mở thẻ. Nhưng mà nếu như được, hãy cùng mình ngồi ở trên chuyến tàu roller coaster này, chuyến tàu lượng cảm xúc đó các bạn, xuyên suốt qua 32 phát luôn nha. Và mình cũng sẽ giveaway từng code luôn. Ok, cho bạn nào có chơi Pokemon TCG Live hoặc là Pokemon TCG Online. Alright, let's go. Phát đầu tiên nè, code để mình sẽ giveaway sau nha. Bởi vì nó đưa ra hơi bị nhiều thông tin ở trong lá code ấy, mình cũng không muốn nhìn trước. Hàng đầu tiên mở màn cho tập này sẽ là lửa đi. Nice. Nice. Được rồi các bạn. Có điểm nữa các bạn. Mình được. Hiếm khi nha, hiếm khi mở đầu tập mà đoán hạ cái chính dính chúng phóc nha. Được không? What the heck? No. Oh my gosh. Vâng thưa các bạn, chuyến tàu của chúng ta chưa, nói chung là nó tàu lượn chúng ta các bạn, nó không xuất phát ở dưới, nó xuất phát ở trên đỉnh núi luôn các bạn ạ. Ok. Cái này là mình đã đi cáp treo lên trước rồi. Ok, bây giờ là chỉ có thả xuống rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn, chúng ta đã mở ra được double hit, hai hit trong một pack luôn. Alright. Ôi, tính ra dạo này mình không có duyên với Alternate rồi, nhưng mà rất có duyên với những lá Black Gold này nha. Oh my boy. Ice Rider Calyrex VMAX vàng đen. Alright. Cái lá này nhìn nó rất là VIP pro ha các bạn ha, kiểu nhìn nó rất là ngầu nha, đen rồi vàng này nọ. Nhưng mà vì một lý do nào đó, trên thị trường chợ nổi người ta không có ưa chuộng cái phong cách art này lắm, thành ra thì cái giá trao đổi nó cũng không có gì là đột phá. Tuy nhiên đối với mình thì bộ sưu tập chưa có em này. Ok, go xíu nha. Và đây Heatran VMAX
một lần nữa, siêu có duyên với Heatran VMAX A-Weight. Mình nhớ mang máng là mình đã mở ra được em này VMAX chưa ta? Hình như là chưa, mình nhớ là chưa nha. Ok, nếu mà nhớ lộn các bạn comment nhắc mình bên dưới nhé. Đây hai các bạn, format của một lá hiếm VMAX á, thì nó sẽ có những cái quằn quện màu bảy sắc cầu vồng ở phía sau. Rồi em Pokemon thường sẽ từ dưới nhìn lên, bởi vì em nó sẽ tiến hóa Dynamax dạng khổng lồ luôn, hiệu ứng holographic toàn tập. Và có cái vân, cái tay mình sờ vô mình sẽ thấy được. Hoặc là mình sẽ nghiêng như vậy cho các bạn thấy cái vân nó nổi lên cho các bạn thấy nha. Alright, ở hai em này thì mình sẽ check giá sau và để cho các bạn xem luôn. Cho hai em nó vào sleeve. Cũng nên cho vào hai cái top loader nha. Không thể tin được các bạn à. Ui. Có những ngày nó như thế đó. Ok, không biết trước được. Chúng ta không nên ngủ quên trên một cái chiến thắng nhỏ, đúng chưa? Mục đích to lớn hơn của cái tập này đó là chính là giải hạn. Giải hạn Alternate Art cho sự nghiệp mở thẻ trên kênh PlayStation. Let's go. Chúng ta mình giveaway hai code cùng lúc nha. Xem nào. Psychic, please. Alright, fighting. Wow, một cái lá fighting siêu off-center luôn. Các bạn thấy cái viền bên đây nó mỏng dính không? Viền bên đây. Oh, why? Yusering, Granidos, Pillowswine, Glamelf, Fugina, Swinub, Hisuian, Quillfish, Petilil, Dartrix. Yo! Oh my god, what's happening? Cái tập này nó bị cái gì vậy? Get jump! Full art, kidding me? Oh my gosh. Hai pack 3 hit. 2 năm 3 đứa các bạn ơi. Hai phát ba hit có thiệt luôn á. Đừng mà, đừng có dụ mình, ok? Đừng có dụ mình kiểu là hài lòng với những cái này. No way, no. Alternate art, nhả ra đi. Full art thì yes, lúc nào cũng được mà. Wow, nhưng mà cái lá này nó ngầu quá các bạn ơi. Thật sự luôn á. Cái con Gachom này nè, cũng là một trong những cái con gọi là Pokemon được yêu thích mà dạng cục súc á. Top ở trong Pokemon Go cũng như là thế giới Pokemon nói chung ấy. Các bạn chỉ bởi vì nó là wow, cá mập. Có một cái phân phát cho bạn nào chưa biết thì tuy là cái lá này nó mang cái năng lượng hệ rồng ở trên đây, nhưng mà bởi vì hệ rồng nè, rồi hệ tiên ấy, nó đã được giãn lược bớt khỏi cái thế giới của Pokemon TCG rồi. Cho nên là cũng sẽ không có cần những cái lá năng lượng hệ rồng, hoặc là nó ý là nhà sản xuất cũng ngưng sản xuất những cái lá năng lượng hệ đó rồi. Để mà chúng ta cũng không có cần phải xài. Thì thay vào đó thì hệ rồng với lại hệ tiên thì sẽ thế bằng những cái hệ normal nè. Wow. Đầu video hai pack mà 3 hit top loader. Thiệt luôn ta ơi. Thiệt luôn. Ok. Bữa nay các bạn bóp lất dữ à. Ok. Các bạn bóp lất căng đét luôn à. Quên lại quên giveaway code rồi, từ từ. Chúc được giveaway 3 code luôn nè. Ây, nhiều khi mình quên giveaway code cái nó lại ok ấy. Rồi, đã lại chúng ta thấy rồi ha. Đây là sẽ là một lá V-Star. Yes. And Feather Ball, Hippodon, Energy Lotto, Scyther, Growlithe, Bronzor, Rufflet, Quillfish, Golduck, Pop, Leafeon. Alright. Ok. Đó, roller coaster bắt đầu chạy ngang rồi các bạn. Được rồi chứ. Thêm cái nữa. Đây, giveaway một lần 3 code luôn nè. Hả? Pam 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 pam. Đây nha các bạn. Đó, 3 pack là hết. 2 pack có cái code viền đen rồi nè. Viền đen là có hy vọng là chúng ta sẽ có hit tiếp theo luôn với artwork của Hisuian Explosions. And không phải explosion, Hisuian Typhlosion mới đúng. Ok, code để một bên. 1, 2, 3, 4. Mình có cảm giác pack này sẽ là water boom. Oh, fire tiếp. Quill lava, Golduck, super effective glasses, Fugina, Swinub, Quillfish, Petilil, Nickit, Shieldon, reverse holo, Hand Metal, and boom, Miss Magius. Đó là lý do vì sao mà mình nói các bạn là đừng quá nên ngủ quên trên chiến thắng ha. Nhiều khi có nhiều mấy tập nó dụ lắm. Ra cái giống như cái livestream vừa rồi đó. Mình đã sao mắt này mở quạm ra vậy. Mở màn, úi. Ok, rồi thôi lỡ rồi. À, dính lời nguyền thấy cốt trước rồi các bạn ạ. Come on. Chúng ta thấy một cái code ha, giveaway code này cho các bạn luôn nhé. Nè nè, thấy cái code đen rồi các bạn ơi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một lá từ holographic
trở lên. Hay đọc tắt là HoloRare đó. Mà HoloRare thì tới giờ phút này rồi thì chúng ta phải hơn thế nữa, không chỉ nào dừng lại HoloRare. Được chưa? Một cái sidekick nào. Boom! Rồi. Rồi, please. Come on. Nhưng mà các bạn cũng đã biết rồi đó, chúng ta hay bị một cái lời nguyền. Thấy lá cốt trước. Thấy lá cốt trước thế nào cũng HoloRare cho coi. Please. Please, đừng là pack này. Yup. What? Oh my gosh. Yo, cái lá này nó là cái gì vậy trời? Heatran. Alright, đủ bộ Heatran của series này luôn. Từ Radiant Rare cho tới gọi là Heatran V. V Max vừa mới mở được hồi nãy luôn. Như cơ mà cái pack này, cái artwork của nó đỏ lè đỏ lét, các bạn thấy không? Nó là lavar của cái khu vực sống của em này á. Cái đó mà mình nhìn mình tưởng hết hồn, tưởng là ủa alternate art hay là cái gì. Không các bạn nó chỉ là lá vi bình thường thôi. Wow, thì coi như là nếu mà thấy được lá cốt trước ấy, ra được HoloRare coi như là hạng chót, ra được vi thì coi như là cũng được, nhưng mà thuộc dạng kế chót thôi. Ok, như đây đi, giveaway cốt hệ luôn nè. Như các bạn còn nhớ thì đúng ra chúng ta đã phải mở Astro Radiance thời gian khá lâu rồi. Nhưng mà tự nhiên mình nổi hứng lên, muốn bắt kịp trend với thế giới ha. Cái bắt đầu mở những cái pack Pokemon Go TCG phiên bản tiếng Nhật. Rồi bây giờ chúng ta mới quay lại để mà làm việc nốt với Astro Radiance. Metal. Boom, Psychic tiếp. Zisu. Gatrix. Scratching Shoe. Heracross. Teddiursa. Mantine. Voltorb. Asculin, Roxane, chup, mệt gì nữa. Nói về số lượng hit thì tới thời điểm này, tập này ok. Được chưa? Cái đó là số lượng thôi. Chất lượng cũng nằm ở dạng good các bạn ơi. Good, chứ không phải là bình thường nha. Bởi vì có VMAX nè, Black Gold nữa. Không phải giỡn là Black Gold tính. Mặc dù là không được ưa chuộng nhưng mà nó cũng rất là khó để mở ra. Full Art cũng rất là khó nè. Ok, Fighting, Metal. Số lượng là có rồi đó. Số lượng là thậm chí là mình chắc chắn luôn, ở đằng sau này sẽ còn một vài lá nữa cơ. Chốt số lượng, duyệt, chuẩn. Bây giờ còn chất lượng thôi. Mình cần chất lượng. Bung nóc. Bung nóc hơn nữa các bạn ạ. Đúng không? Alternate art mà. Giải hạn đi. Please. Please. Bởi vì các bạn biết sao không? Sắp tới là còn Pokemon Go TCG phiên bản tiếng Anh về nữa. Đấy. Rồi sau đó rục rịch cũng series mới nữa rồi. Metal tiếp. Thunderbolt. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ xíu nha các bạn ơi. Bởi vì nói chung là mấy cái lá này mình mở ra cũng nhiều rồi. Clamelf. Woo. Vespiquen. Cái lá này mở ra được một lá nè. Đây là lá thứ hai nè. Tính ra là cũng khó mở ra được ấy. Alright, lá đằng sau. Please. Yo. Oh, HoloRare. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây gọi là HoloRare ha. Có nghĩa là nó có cái hiệu ứng holographic ở trong cái khung artwork của em Pokemon. Và cái lá cốt của nó cũng sẽ là một cái lá cốt viền đen. Cho nên là nếu như các bạn thấy lá cốt viền đen trước mà mở ra một cái dạng như vậy á thì coi như là cũng khá thọt ấy. Ba lá cốt một xíu nhé. À mấy bữa nay có một số những bạn comment nói là cái giọng mình nó hơi khác. Chính xác là nó khác nha các bạn ơi, bởi vì mình đang bị cảm thời tiết chút xíu á. Dạo này thời tiết của Sài Gòn nó riêng cũng như Việt Nam nói chung thì nó đang vào mùa mưa. Cái mùa mà nói chung là dễ bị bệnh và bị cảm nhất, các bạn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hệ nước mưa nè. Có nước mưa luôn. Thì một năm thì thường mình sẽ bị khoảng chừng hơn thì mình bị một lần thôi, xui thì mình bị tầm hai lần như thế này. Nó mất dòng màu Gardevoir. Trời ơi, lá thứ ba rồi. Trainer Gallery. Còn vài lá nữa sao không ra nốt luôn, lá này chứ gì hoài vậy. Let's go nè, lá đằng sau nè. Ây, come on, Cleavor. Không, nếu như mà mình build deck để mà có xài được cái lá Gardevoir này á, cũng nice đấy, cũng khá là đẳng cấp khi mà chơi trong cái deck đó đấy. Phân phát nhanh cho những bạn nào có hứng thú về cái gameplay của Pokemon TCG Online thì trong một ván đấu chúng ta sẽ được mang vào 60 thẻ ha, một cái deck gọi là 60 thẻ. Và trong cái deck đó thì chúng ta chỉ được mang vào 4 thẻ giống nhau thôi. Nó sẽ được giống nhau, như thế nào được gọi là giống nhau? Nó sẽ được tính vào cái tên của cái thẻ nè. Đó, các bạn sẽ được chỉ được mang vào 4 cái thẻ Gardevoir, maximum như vậy thôi. Cái artwork bên dưới nó như thế nào kệ nó, miễn sao cái tên nó không bị trùng là ok. Ủa, mình đếm thẻ năng lượng như ta? Như đếm rồi đúng không? Oh yes, quay nước nữa hả? Ok. Celine. Tính ra là mình có hết tất cả các thể loại hiếm của em Celine rồi nha. Ok, đó, Stantler. Vermite, Hippopotas, Cyndaquil, Growlithe, Registeel, Diancie. Một em Mythical Pokemon hệ Crystal.
Em này rất là đẹp luôn. Cái artwork của những cái viên đá quý đằng sau á, nó làm tăng lên cái vẻ đẹp của cái holographic nữa. Quá tuyệt vời. Tiếp nào, let's go. Artwork của Hisuian Samurott. Bam 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 bam. 2, 4. Okay. Bạn đoán hệ bên dưới nào. Mình dành 5 giây cho các bạn đoán hệ nào. Mình sẽ đoán hệ electric đi ha. Xét đó. Điện đó. Vàng đó. Boom. Đen thui. Dark. Canceling cologne. Pillow swine. Gardenia's vigor. Swine up. Chathot. Ponyta. Cricket tot. Psyduck. Ui, trời ơi, lại thêm một lá Gallery. Ôi, thêm một lá Trainer Gallery có rồi rồi các bạn ơi. Right dear. Alright, em này ở trong cái game Pokemon dòng game chính á, Arceus, mà mình đã chơi về nước cái cốt truyện ở trên live đó. Em này là thú cưỡi ở trên đường bộ nha. Alright, lá đằng sau, double head on. Come on. Ê, không, quên hit rưỡi chứ. Wait, không có luôn. Lá này thì thường là mình hay nói đùa là một nửa hit các bạn ơi. Bởi vì cơ bản thì nó cũng giống như là một lá thường thôi, chứ nó không có gì. Nhưng mà cái artwork nó đẹp. Ok, chúng ta có artwork của Origin Palkia. Ây ọc. Come on. Come on. Code nè, ôi, để chồng code quá nhiều rồi. Chưa giveaway cho các bạn chờ tí nha. Sau phát này sẽ giveaway code nha. Let's go, electric nào. Grass, wow. Bronzong, artwork này nó rất là nét nha. Trông khá là ảo ấy. Dewott, Janmega, Chathot, Ponyta, Cricketot, Psyduck, Petilil, Cranidos, Reverse Hollow, Mamoswine. Đó, lại rơi vào cái trường hợp gọi là khởi đầu rất là tốt ha. Giữa nồi thì lại nhạt nhách các bạn ạ. Muối nó chưa có kiểu pha ra nặng. Ơi, lại quên giveaway code rồi, nhanh tay quá. Tay nhanh hơn não rồi. Ok, Metal. Set. Tức thật ấy. Kiểu mình muốn đẩy nhanh tiến độ một tí. Unidentified fossil. Boom. Shaman. Rồi đây. Series giveaway code nha các bạn ơi. Mình đưa một lần hai code lên nha. Let's go. Hai code đầu tiên. Hai code tiếp theo. Mà nào enter không kịp thì pause video lại để mà enter nha. Ok. There you go. Còn bạn nào không biết cái code này để làm gì, hoặc là chưa từng chơi qua Pokemon TCG thì cũng không sao đâu. Các bạn đừng có quan tâm. Ok. Let's go. Tiếp nào. 4, 4, 4, 4, 4. Fire. Fighting. Dark Patch. Pillow Swine. Glasses super effective. Scyther, Rascaline, Voltorb. Mình đang kiếm một cái artwork nào đó mình chưa thấy bao giờ. Diancie's có luôn cả phiên bản Reverse Hollow luôn rồi các bạn. And Kaboom, Rapidash. Cái phiên bản Hollow này nè. Những cái loại thẻ thường mà gọi là hiếm thường á, thì chúng ta sẽ có 3 loại. Một là một cái thẻ nó giống như vậy, nó không có hiệu ứng gì cả, không có lấp lánh gì luôn. Một loại á là hiệu ứng lấp lánh ở bên trong cái khung artwork, mình gọi là holographic rare hay là holo rare. Còn một loại là nó lấp lánh ở bên ngoài cái khung màu, gọi là reverse, có nghĩa là ngược lại. Thì hai cái lá này mình cũng đang có một số những ý định là sẽ combine cái phần ở giữa này với lại cái phần viền để tạo thành một cái artwork thẻ bài Pokemon 3D á. Tiếp nào. Chưa được nửa chặng đường. Come on. Wow, sao cái pack này khó khăn thế nhỉ? Biết là có cái gì trong đây không? Sao mà khó khăn thế? Lửa nào? Nãy giờ đoán lửa cũng hơi nhiều. Hơi mà lửa tiếp. Thôi. Let's cash. Temple of Sinnoh. You're sharing. Mystery Reverse. Baboch, Scyther, Eevee, Heracross, Regidrago, em này cũng hiếm đây nè. Reverse Holo thôi nhưng mà cũng hiếm lắm á. Đây là lá thứ 3 từ trước giờ mở được. Bộp Lifion. Ha! Ha ha ha! Next.
or metal? Grass. Azef. Shodan. Usi. Psyduck. Drifloon. Sudowoodo. Magnemite. Rocks. Milk. Tank. Oh boy! Bùng nổ. Okay. Một vụ bùng nổ nhỏ nhỏ. Hisuian Typhlosions. Let's go. Em này là thể tiến hóa cấp 3 dạng Hisuian của Cyndaquil. Cơ mà cái phần đẹp nhất của em nó nằm ở đằng sau lưng các bạn ạ. Tự nhiên cái artwork này nó lại phơi nguyên một cái bụng ở đằng trước ra. Trông nó khá là kiểu trần như nhộng ấy. Có thể là cái phiên bản VMAX rồi lại Rainbow Rare thì nó đẹp hơn. Mà phiên bản này thì ổn ổn thôi. Đấy, lại một lần nữa. Số lượng đang tăng dần các bạn ạ. Số lượng trong cái tập này đang tiến tới mức gọi là ổn. Rất ổn áp. Ok, số lượng hit á. Nhưng mà chất lượng thì ta chưa kết luận được. Chưa thể kết luận được. Một lá V-Star rồi. Canceling Cologne. Pillow Swine. Vigor Psyduck. Sudowoodo. Bla 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 bla. Rod. Sneasel. Wow! Yes! Woo! Radiant Grand Ninjas. Đây là một lá mà mình gọi là trong trường hợp của mình nha, gọi là hit đó các bạn. Nó không phải hit là bởi vì mình đã mở ra rồi, ok? Vừa nãy mới khoe các bạn luôn. Thà. Nhưng thực ra cũng nó cũng không phải là nịt. Ý là mình nói là vui là bị tạch á. Thì nó nằm ở chính giữa với hit với nịt thì nó là hit. Ok, dành cho mình là chưa biết thì đây là một cái thể loại rare mới có trong series này. Nó có một cái hiệu ứng kiểu là mình gọi cái này là Disco Holographic. Nó cái theo cái đường dấu nhân như vậy nè. Đấy, các bạn thấy không? Ở cái phía bên ngoài lẫn ở bên trong cái phần artwork. À không, cái phần bên trong của em Pokemon luôn. Thì đây, nó ghi cái tên luôn, Radiant Grand Ninjas. Những cái lá này cũng có một giá trị tương đối trên thị trường chợ nổi nha. Alright, lá đằng sau. Ui. Mammal Swine. Mình cũng sẽ cho những cái lá này vào sleeve. Thì, yep. There we go. Cột qua một bên. Electric nè. Fighting. Shodan OC. Overquill. Eevee. Heracross. Mantine. Syrian Quillfish. Vasculine. Ursaluna. Đây là thể tiến hóa cấp 3. Tiến hóa từ Ursaring. Yup. Glaceon. Một dàn Eevee lại xuất hiện với những cái artwork thường trong series này. Nhưng mà nào muốn gọi là săn những em EV và các dạng tiến hóa của em nó đó thì Evolving Skies ha. Series cách đây cũng không lâu mấy và mình cũng đang có ý định là sẽ quất thêm một vài hộp Evolving Sky nữa. Ok, wow, đây rồi, Electric đây rồi. Trong bao vì trong đó có một cái lá Alternate Art Rayquaza mình vẫn chưa mở ra được. Thực ra thì rất là nhiều lá nhưng mình chưa mở ra được. Tuy nhiên thì một trong những cái lá đỉnh cao mình đã mở ra được trong series đó rồi. Đó là Alternate Art Umbreon. Ok, tới bây giờ nó vẫn đỉnh cao luôn. Yup. Overkill. Mà sau đó thì gặp một cái đợt hạn hán Alternate Art như bây giờ. Các bạn tưởng tượng đi, 115 ngày. Cái thêm xíu nữa là thành nửa năm rồi. Nửa năm không được mở ra một lá Alternate Art. Khá là khó chịu nha. Nhưng mà nó cũng nước lửa. Nó cũng chứng minh một điều, đó là những lá Alternate Art là nó hiếm thật. Các bạn thấy không? Những cái kênh hay là những cái người nào mà các bạn thấy người ta mở ra every, tức là series nào cũng mở ra Alternate Art đó, thì các bạn phải biết là người ta mở ra rất là nhiều. Bronzor, Kabam, Reggie, Eleki. Chứ không phải là đôi khi các bạn xem người ta mở hay là các bạn xem mình mở đi, thì nhiều khi ta thấy hit nó nhiều, cái mình trong đầu mình nó mặc định là mình mua một hai pack là thế nào. Nhiều khi pack đầu tiên không có, pack thứ hai có, không có nha các bạn. Trường hợp rất là cao là kể cả là các bạn mua tầm 10 pack luôn, mở ra nó sẽ kể cái không được một lá V luôn á chứ. Mà nó bị mấy lần rồi. Ok. Tập gần nhất đó, EBT của Astro Radiance không được một cái gì luôn. Ok, Hollow Rare của được. Ui, Magina tấm này có rò luôn nè. Trainer Gallery. Oh boy. Yo, Barcelona. Ok, wow. Chúng ta bị dính cái combo gọi là nước giảo nữa rồi mọi người ạ. À, từ từ nhé, giveaway code trước nè. Sau cái phần giveaway code này mình sẽ đổi góc nha các bạn ơi. Đổi góc thôi, đổi góc, đổi phong thủy. Come on. Đây, code rồi, vào để một đống code luôn mới gửi. Giveaway. Đấy. Kể chưa? Nè, hai code.
của đợt này. Ok, vâng, mình sẽ cùng các bạn ngửa cổ lên một chút xíu để mà mở nha, thay đổi góc nha các bạn, coi coi là nó như thế nào. Mình sẽ đổi góc cho tới khi mà nó ra hết nha. Vô nào, 3, 2, 4 and duck. Bột lỡ tiếp. Ok, Bronzong, Rosane, Curlier, Bronzor, Oshawott, Hutut, Cricket Tot, Stanler, Hisuian Breviary. Em này là một em pet có thể cưỡi để bay được ở trong game. And Gadabayon, một Glade. Tấm này không tính hết các bạn ơi. Ok, đổi góc tiếp. Bây giờ mời các bạn cùng ngoẻo đầu qua bên trái một chút xíu ha. Đó, mình đổi như vậy đó các bạn. Vô nào, please. Hit please. Nói chứ cái góc này có hit hay không hit gì mình cũng phải đổi thôi. Không giữ lâu được đâu. Mỗi cổ quá. Vô nào. Nước. Boom. Tầm lên. Ok. Ok. Switch card. Bisharp. Azap. Teddy Ursar. Hisuian Sneasel. Mitrievers. Babouch. Wait. Frostmoth. Let's go. Yes. Một thẻ Trainer Gallery mới. Chưa có tấm này nha các bạn ơi. Wow. Tấm này đẹp quá. Brrrr. Target Kiss. Ok, trở lại liền để không thôi là mỏi cổ. Đây, cho các bạn xem, tấm này khá đẹp ha. Frostmoth. Mang máng thôi, mang máng là trên stream mình đã mở được rồi, nhưng mà không chắc. Hình như là chưa. Và chúng ta đang ở một cái góc cúi xuống cực thấp ha. Hy vọng là cái góc này. Bây giờ cho cái góc này ra hit cái đi chứ. Có điềm. Hy vọng đừng bị lừa quyền nha, từ, sao nào. Ok, là cố gắng bệt cả đã đi. Từ. Có hit rồi các bạn ơi. Không, có cơ hội có hit chứ không phải là có hit nha. Ok, cho về góc đàng hoàng nè. Let's go. Lửa nè. Ok, metal. No problem. Spicy seasoned curry. Curlier. Wait and see turbo. Hisuian Sneasel. Mistrievous. Babouch. Scyther. Eevee. Alright, Babouch. Reverse holo. Please, come on. Đừng có hologram à. Please. Yup. Alright, Groovy. Trời ơi. No. Lá này có rồi. Ok, là một lá hit nữa các bạn. Hit đó. Thôi thì về kỹ thuật nó cũng là hit, cho nên là chúng ta trở về bình thường. Ôi giời. Come on now. Orange Groove ha. Các thứ ha. Trời ơi, số lượng của cái tập này nó khủng hơn mình tưởng. Hey, mọi người, bình thường là kiểu trên đây chỉ có 7-8 lá thôi, cái này hơi nhiều rồi. Ok, nhưng mà chỉ có 3 lá gọi là hạng A thôi, bây giờ mình cần hạng Super nữa, được chưa? Những cái lá này kiểu hạng B, hạng C thôi. Stanler, Crowfish, Dewott, Thiếu Dùi. Ok, mình sẽ dựng mấy cái thẻ này lên cho nó thêm nhiều chỗ để. Alright, tiếp nào. Hai em Samurott trái phải. Cái nào có hit đây? Mình phải trước nha. Nhìn. Metal. Super effective glasses. Ok, mấy cái này có rồi, hết rồi. Artwork này cũng không có gì mới hết. Mình sẽ dừng lại những cái nào mới cho các bạn xem ha. Scyther, reverse holo. Boom. Wow. Beedrill. Wow. Ok, em bên phải có một hit. Nhưng mà hit sao toàn là thường không ta. Em này mình cũng có một lá luôn rồi. Vậy là hit đấy. Ok. Bên trái nè. Samurott bên trái. Mini Battle ha. Mini Battle. Ôi, hình như nãy mình thấy có một cái gì nó lấp lánh rồi các bạn ơi. Một lá Trainer Gallery rồi. Ok. Thoáng qua một cái. Wait what? No. Vậy là hôm nay mình thấy lá này ta. Tại vì nếu mà Trainer Gallery thì nó phải nằm ở cái vị trí này. Cái vị trí của cái lá này. Wow. Let's see. Yup. What? Oh my god. Yo. Oh boy, chúng ta lại mở ra được thêm một lá Rainbow Rare Trainer rồi các bạn ơi. Oh gosh.
Oh gosh, vậy là chúng ta quá có duyên với lại trainer Rainbow của series Astro Radiance. Alright. Trong tập này thì mình sẽ không có check giá trực tiếp ở trên video nha. Mình sẽ check giá sau để mình bỏ lên video cho bạn xem luôn. Nhưng mà mình đoán em này cũng hòm hòm, giá cũng ok. Wow, cái này gọi là cũng vui đấy, cũng vui nhưng mà cũng một tí chạnh lòng, bởi vì các bạn biết sao không? Thường á thì Rainbow Rare nó sẽ là nó gần như là giải nhất đi, ok? Nhưng mà Alternate thì nó mới là giải độc đắc, kiểu vậy, giải đặc biệt á. Tuy nhiên thì ở trong mỗi một cái box 36 pack như vậy, thường bình thường thôi thì chúng ta sẽ chỉ có đúng một cái giải gọi là giải nhất hoặc là giải đặc biệt thôi. Phải gọi là hên lắm kìa, hên lắm kìa thì các bạn mới mở ra được thêm một lá Rainbow hoặc là một lá Alternate Art nữa. Có trường hợp đó xảy ra chứ mình không nói là không có nha, bởi vì trong quá khứ mình cũng đã được rồi. Tuy nhiên thì nó khó lắm, rất cực kỳ khó luôn. Đặc biệt là với cái trường hợp mà chúng ta đã có một cái số lượng hit với hit như thế này nữa rồi. Oh boy, oh boy, Rainbow Rare Grant. Oh. Tập này ha, nếu như không phải là nhân danh một tập giải hạn Alternate Art thì mình đã đóng cho nó một cái mộc. Boom, thành công rồi nha, được chưa? Đánh dấu luôn rồi các bạn, bảo đảm các bạn luôn, siêu thành công rồi. Đấy. Nhưng mà thôi, mình lỡ rồi các bạn, tham thì tham hơn xíu nữa đi. Giải hạn Alternate Art, được chưa? Let's go. Nước nào. Yes, thank you. That tricks. Nước gì đây? Nước mưa, nước miếng, nước mắt, nước thánh hay là nước kinh nhiều lọc? Nước kinh rồi các bạn. Yo, tiếp. Tăng tốc độ nha, còn những cái phát cuối à, còn những mắt cuối, không để cho nguồn năng lượng trùng xuống nha. Nguồn năng lượng chúng ta đang rất là cao, có thể là mình đợi đến cuối video mình giveaway code một lần luôn các bạn ơi, để không có bị ngắt nhịp ha. Let's go, talk nè. Magneton, Grape Jaw Box, Togetic, Nikit. Okay, không có gì mới. Chatot, Teddiosa, Cyndaquil. Đây, Cyndaquil, cái lưng của em nó phát lửa ha, rất là đẹp. Nhưng mà cái lá Type Lotion hồi nãy lại không đẹp. Arcanine. Không nói chứ, code quá nhiều rồi. Vậy kia mình quay cho các bạn một tí. Ba có nha. Đó, thì xuyên suốt một cái video thì mình sẽ cứ gọi là mình giveaway code ở những cái thời khắc nó ngẫu nhiên như thế này. Thì dụ như bạn nào mà có theo dõi mình suốt cả một cái hành trình xuyên suốt không có skip video thì các bạn sẽ được một cái lợi thế như vậy. Alright. À, là code cuối cùng của đợt này. Bạn nào có redeem được code thì drop cho mình một comment ở bên dưới ha. Tiếp luôn, chúng ta có cặp Artwork của Origin Dialga. Bây giờ mình sẽ làm một cái này cũng lâu rồi chưa làm. Đó là Fusion 2 pack lại nha các bạn. Fusion 2 pack lại thì nó sẽ hơi rối một tí, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm được. Từ nha, để là cối quàng bên nè. Tạm để cái pack này xuống đi. Rồi mở luôn pack này ha. Đấy. Tăng 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 tăng. Để cối quàng bên nè. Rồi từ từ. Đếm 1, 2, 3, 4 từ 4 lá để lên đây trước. Xong rồi để xuống đây. Từ xong này đếm 4 là 1, 2, 3 4 lá luôn ha. Oh boy. Rồi từ từ. Rồi xong rồi mình sẽ lấy 2 lá này. Mình đã dày, mình đang xen vô đây. Boom. Được chưa? Xong boom. Rồi. Fusion 2 pack lại nha. Được chưa? Nước và cỏ. Đây rồi, một lá cỏ nha. Lá năng lượng nữa nè. Lá năng lượng nữa đâu. Ok, không phải nước. Đắt rồi. It's fine. Chúng ta sẽ thấy được 2 lá Reverse Holo. Ok. Đây, lá đầu tiên Reverse Holo Quillava. Lá thứ hai Togetic. Tiếp sau đây sẽ là 2 lá hit hoặc là không có gì. Alright, 3, 2, 1, go. Oh my gosh, rồi. Tạch một pack rồi các bạn ơi. Rapid Dash and come on. Yo. Fusion, hai con Origin Dialga lại với nhau. Không được gì hết á. Come on, man. Boy.
Thôi không fusion nữa đâu các bạn ơi, fusion xui quá. Battle thôi, mini battle thôi. Ok, Decidueye bên phải nè. Fighting có luôn. Ok, Kamado nó này có rồi, ít mở ra nhưng mà có rồi. Hippopotas, Cyndaquil, Ponyard, Hisuian Growlithe. Ok, mình đang double check coi camera nó có đang quay không, chứ nãy giờ quay luôn tù một cái hồi dài quá mà nó không được. Origin from Dialga Vista, let's go, yes, cũng được đi. Ok, oh my gosh, beautiful, beautiful. Origin form Dialga Vista, ladies and gentlemen. Các bạn ơi, phải như vậy chứ, ok. Không có alternate art thì, yes, yes, cũng phải cho mình một cái gì đó. Ok không? Những cái lá V-Star này nó gần giống như là những cái lá GX hồi xưa. Nó sẽ có những cái skill đặc biệt mà chúng ta chỉ activate được đúng một lần ở trong một trận đấu thôi các bạn. Thường thì skill nó sẽ rất là mạnh ha, rồi đòi hỏi cũng nhiều năng lượng nè. Đấy, đã vậy còn phải tiến hóa từ một cái lá V có sẵn nữa cơ, chứ không phải là tung ra một cái được liền. Và cái lá của nó thì nó cũng có vân luôn nha, lấp lánh dạng viền ngọc trai ha. Tuy nhiên đẹp là vậy, mạnh khủng bố là vậy, nhưng mà cũng trái lại với lại nhiều cái mong đợi của nhiều người trước khi mà cái thể loại V-Star này nó được ra đời. Đó là có thể do cái số lượng nó được sản xuất ra nhiều các bạn, cho nên là cái độ hiếm nó không cao, dẫn đến là cái giá trị trao đổi trên thị trường trao đổi của nó cũng không có gì gọi là bùng nổ. Nó cũng chỉ cỡ ngang ngang từ full art trở xuống thôi, nhiều khi còn thua luôn ấy. Nhưng mà với góc nhìn của một người sưu tập thì yeah, nó là thuộc một lá hạng A ha, tuyệt vời. Decidueye bên phải đã làm tốt nhiệm vụ. Còn Hisuian Decidueye bên trái thì sao? Man, có vẻ như chúng ta mở hơi lẻ nha. Còn dư 3 pack cuối. Fighting Psychic. Bài quân Electric, Yanma, Drifloon, Cyndaquil, Combi, Rots, Yanma. Fail. Decidueye bên trái đã fail. Khoan, còn gì nào? Chúng ta còn 3 pack á. Ok, mở 2 pack này. Pack Samurott cuối cùng này sẽ là Last Pack Magic. Mỗi tập thì chúng ta sẽ có một cái Last Pack Magic. Ok, pack cuối cùng màu nhiệm đó các bạn. Ở trên stream thì mình có nhiều hơn một cái Last Pack Magic nha. Nhiều khi mấy ông hay khèo, kiểu cứ mở thêm đi, bonus đi. Như streamer kỳ trước đã lỡ mở là pack cuối rồi, nhưng mà cũng phải thêm. Radiant Niche Strand. Oh my gosh. Yo, mình khá là có duyên với mấy cái lá Radiant này luôn. Let's go mọi người ạ. Được đấy, đây là lá Radiant Hit Strand thứ hai luôn nha. Tính ra tập này mình mở luôn gọi là gì ta, kính thưa các thể loại Hit Strand luôn rồi các bạn ơi. Ôi, oh gosh, quá tuyệt vời. Đằng sau nào, double hit không? Boom, nope. Alright, alright. Cho ba em hit trend nằm ở đằng trước này luôn. Ok, Hisuian Typhlosion bên trái. And Metal. Wow, electric wild luôn á. Noctowl, Zisu, Puchigina, Glamelth, Yanma, Swinub, Nikit, Wishcash, Shup, Avalok. Lực. Trước khi bước vào Last Pack Magic thì giveaway code. Rồi, go. 3 pack tiếp theo luôn các bạn ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, dưới góc nhìn của một tập mở 36 pack của Show and Shield Astro Radiance Pokemon TCG. Đây là một tập cực kỳ thành công với rất nhiều hit. Này là hơn 10 hit rồi đúng không? 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 rưỡi nha các bạn. Đấy, tính tại vì mà mỗi cái Trainer Gallery thì mình tính là nửa thôi. 13,5 hit rồi. Rất là nhiều luôn so với một tập bình thường. Ok, hoàn toàn có thể đóng một cái mộc success, thành công. Nhưng dưới góc nhìn, alright, một lá V-Star dưới góc nhìn của một tập giải hạn alternate art thì chắc chắn là chưa giải hạn được. Ok, chưa giải hạn được chứ không phải là không giải hạn được, các bạn hiểu không?
ta còn chặng đường rất là dài mà. Ok, niềm đam mê gọi là Pokemon TCG trong mình vẫn chưa. Why? No. Hold on. Bình tĩnh. Trainer Alistar. Một lá full art đúng không? Nó là một lá full art trainer. Wow. Cái lá này hơi bị đẹp, lúc nào mình sẽ nói sau để mà sau khi kéo ra lá đằng sau nè con, để biết luôn. Ok, thôi cũng được đi. Wow, dạo này không biết vì sao nha, mà mình khá là kết màu tím. Em này nó có một cái tông tím rất là ma mị các thứ. Quả banh này banh gì đây mình cũng chưa biết nè. Và bắt được một em hình như là psychic hả? Hay là hệ ghost ta? Cái lá này á, mình chưa có dò giá nha, nhưng mà mình đoán là nó khá mạnh đấy. Bởi vì cái chức năng của nó là bạn sẽ được kéo 3 thẻ, nhưng với điều kiện là phải bỏ 3 thẻ trên tay. Cũng có nghĩa là mình replace 3 cái thẻ trên tay mình với 3 cái cạc mới đó các bạn. Tính ra thì cái độ hữu dụng trong chiến đấu của nó cũng căng à. Phần centering của cái lá này nó hơi bị off một chút xíu, kiểu một bên 9, một bên 10. Wow, nhưng nó là một hit chuẩn. Ok, hài lòng. Và những lá như thế này thì mình cũng top loader luôn. Beautiful. Chào mừng các bạn đã đến với phần recap những thành quả chúng ta đã đạt được trong tập này. Tập cố gắng giải hạn Alternate Art. Phải nói là hạn hán hơn 1/3 năm rồi các bạn. Dự là sẽ còn dài nữa. Ok, nhưng mà đây, chúng ta có một loạt những lá V Oranguru. Có rồi, bị trùng. Một lá V mới, Hisuian Type Lotions. Lá Beedrill V thứ 2. Lá Rydeer, mở đầu cho một loạt những lá Trainer Gallery, Gardevoir, đây là lá thứ 3 luôn rồi. Frostmoth. Ok, Myena là thứ 3 luôn rồi. Lá thứ 2 của Radiant Greninjas. Thực ra thì những cái lá Radiant này mình cũng không có ngại nếu mà bị trùng đâu. Tiếp theo luôn, Radiant Heatran. Hơn là bộ full của Heatran luôn. Heatran V, Heatran V Max. Ồ, thật ra cũng chưa full lắm bởi vì có Heatran Rainbow Rare nữa. Chưa có. Ok, một lá Full Art Trainer Alistar. Full Art của Garchomp V. Khá là đỉnh. Ice Rider Calyrex V Max Black Gold. Không mắc nhưng mà cũng hiếm nha. Origin Form Dialga V-Star Baby, đỉnh cao. Và một trong những đặc sản khó có thể thiếu được của Pokemon TCG, Rainbow Rare. Alright. Với lá Trainer Grant. À, xíu nữa thì quên, còn một lá code cuối cùng. Ta-da. Wow các bạn ơi, như vậy thì đã hai series rồi. Mình chưa thấy lại bóng dáng của Alternate Art. Mà nó ngay đúng hai cái series có rất nhiều Alternate Art nữa chứ. Toàn là những lá siêu tích thôi. Series trước thì có Charizard Alternate Art. Series này có Palkia, Dialga, vân vân và may may rồi sắp tới đây nè. Phiên bản tiếng Anh của TCG, Pokemon Go, Mewtwo Alternate Art. Không biết tính sao đây. Ok, có một điều là mình hứa với các bạn là mình chưa xong với lại Astral Radiance đâu. Ok, và tất nhiên luôn nói rộng hơn cả một cái sự nghiệp mở thẻ Pokemon TCG của mình sẽ còn rất là dài. Cho nên nếu như các bạn có yêu thích thì hãy đừng quên bỏ cho video này một like nhé. Hãy comment ở bên dưới, like, share với bạn bè. Bấm vào nút đăng ký ở bên dưới được luôn thì tích vào cái chuông nhỏ, ting, để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà mình ra video. Anh em tay mình sẽ sớm trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau vừa được chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.